Hiện tại thì cua sẽ livestream vào các ngày 2/4/6 game Liên Quân và 3/5/7 game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ở LNB TV. Những anh em nào mà chưa biết cua là chim bắt đầu, anh em có thể vào cái kênh LNB TV và đăng ký nha anh em ơi. Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay thì mình sẽ làm review về một ạc ở bên server S376. Đó chính là ạc anh bot mập, bây giờ biến thành thành ạc lon anh em. Bây giờ anh ấy đã không còn chơi ạc này nữa. Bây giờ anh ấy đã đổi tên là Nghĩa Chó Điên. Bây giờ anh ta chơi ạc chính, đó chính là bot mập. Phải nói bây giờ ông chơi, ông build lại cái ạc này luôn nè. Thì anh này thì anh nói là tại vì chơi server bây giờ là cái ạc đó là ạc này là quá chán rồi anh em. Mãi nồi quá chán rồi, giờ ông build cái ạc bot mập lên luôn. Nghe không? Giờ ạc bot mập là biến thành ạc chính, còn ạc top 1 thì biến thành ạc clone. Chúng ta hãy cùng xem ạc clone của anh bot mập như thế nào nha anh em ơi. Phải nồi luôn. Hiện tại thì anh ấy đang là 166 cấp, 21.290.183 lượt chiến. Máu 1.1.000. 166 cấp, máu 1.1, đầu hoa 21.000. Cường hóa thì đã cường hóa nguyên một set cộng 130. Đây cường hóa đây, 10 trang bị cộng 130. Anh ấy đã có 8 món bạch kim, kích hoạt được cái bộ đầu tiên này, cấp kỹ năng môn phái cộng 2. À, rồi tiếp theo là thêm một bộ, đó là cái bao tay, được tỷ lệ bổ kích cơ bản 60%. Gây không? Quá dữ. Khảm thì anh ấy đã khảm được 20 anh em, 28 viên đá hồn level 7. Rồi coi đồ coi. Cái vũ khí 130 cấp cộng 130 bạch kim. Anh ấy lựa chọn là hút sinh lực, sát thương thuộc tính, sức mạnh, tấn công, linh hoạt, tỷ lệ bảo kích, tỷ lệ thuộc tính. Đá hồn, bản trần cao, hạng vũ cao, trường phong cao, đó những cái viên tăng sức mạnh cái kiểu. Rồi cái nón 161 cấp cộng 130 cường hóa, nhanh nhẹn, thể chất linh hoạt, kháng bạo kích, kháng choáng, tỷ lệ kháng bạo kích nè, tỷ lệ kháng choáng nè, kháng tỷ lệ choáng, sinh lực cơ bản né tránh. Rồi tần thí hoàng âm cao, mạnh thương lam cao, đoàn chí hưng cao, hộ động vệ sĩ chung. Dây chuyền 162 cấp cộng 130, nhanh nhẹn, sát thương bạo kích, phản đòn cận chiến, sức mạnh, bỏ qua né tránh, tỷ lệ bạo kích, kháng tỷ lệ làm chậm, này kháng lại mấy ông đồng thị thiên cái kiểu nè. Chương thừa tố cao, huyền băng điêu hoàng cao, đường hiểu cao và đạt ma hộ vệ chung. Không biết anh có đây, trời ơi ông có dương, trời ơi ông có này nè, chung luôn nè, dương cái chu là cái kiểu nè, ghê không. Rồi tiếp tục nha, qua cái bao tay. Bao tay 163 cấp cộng 130 cường hóa, thể chất sức mạnh, tỷ lệ kháng bạo kích, nhanh nhẹn, miễn sát thương bạo kích, kháng tỷ lệ tàn phế, kháng mộc. Ngu dẫn văn cao, quỷ cốc tử dương cao, bản quan cao, tóc đánh đó nè, cái viên tóc đánh nè, dương tận thầm chung tăng tóc đánh. Có cái viên này hình như là cái viên cái viên gì đó, cái viên gì tóc đánh kia nó phải tháo ra đúng không anh em, đúng không, hình như viên đó phải tháo ra. Cái nhẫn bạch kim cộng 130 cường hóa, 134 cấp, sức mạnh linh hoạt, sử dụng sinh lực luôn, phản đòn cận chiến, bỏ qua né tránh, tỷ lệ bạo kích và kháng mộc. Hoàng nhân tông hàng cao, vân hạo nhiên cao, kinh tức cao và đường giãn cao. Quá dữ quá dữ. Cái áo 155 cấp cộng 130, sinh lực sinh lực này. Thể chất nhanh nhẹn, miễn sát thương bạo kích, kháng tỷ lệ kháng bạo kích này, kháng tất cả, sinh lực và kháng tỷ lệ thuộc tính. Hoàng nhan hồng liệt chân cao, thiên âm cao, vương đằng cao. Ngọc bội, ngọc bội 156 cấp cộng 130, phản đòn tầm xa, thể chất linh hoạt, sinh lực, kháng tỷ lệ tê liệt, sát thương bạo kích, tỷ lệ kháng bạo kích và phản đòn tầm xa. Võ tắc thiên dương cao, diệp vô tâm cao. Cái đai 157 cấp cộng 130, sinh lực cơ bản, kháng tỷ lệ làm chậm, thể chất nhanh nhẹn linh hoạt, miễn sát thương bạo kích và tỷ lệ kháng choáng, tỷ lệ kháng bạo kích chứ quên. Bản nhân cao, quỷ cấp tử âm cao, tần thủy hoàng cao, dương cái chu.
Dương cái chu chung hai viên ấy ơi, ảnh sắp lên được cao luôn rồi nè anh em, ghê không, quá ghê. Rồi cái phù 158 cấp cộng 130, phản đòn tầm xa, thể chất nhanh nhẹn, sinh lực 3k, 3k3, sát thương bạo kích, bảo quan né tránh, phương công vọng công phượng cao nè, bản tướng cao, võ tức thiên âm cao luôn. Đôi dài 159 cấp cộng 130, sức mạnh nhanh nhẹn, tỷ lệ kháng bạo kích, miễn sát thương bạo kích, hiệu suất phục hồi, thể chất này chang nhau đúng không. Rồi bàn thạch ngưu vương cao, ngưu cơ thực thế cao, bàn độc cục hoàng cao, viên này viên gì, ngọc bội đúng không, ở ngọc bội cao chưa, à ảnh chưa lên cao anh em, vài bữa lên cao rồi sắp đủ rồi nè đúng không. Rồi cái ôi cái chân nguyên cũng ngon quá trời nè, sức mạnh nhanh nhẹn, thể chất linh hoạt, né tránh cơ bản, bỏ qua né tránh cơ bản, tỷ lệ bộ kích cơ bản, bỏ qua tỷ lệ bộ kích cơ bản, à, đa phần là giờ ai cũng build như y chang vậy luôn đúng không anh em. Rồi thiên địa quy tâm luôn, đây là gì, triệt tiêu sát thương cuối, sát thương ui ghê vậy, sát thương hệ quả, sát thương thuộc tính nè, nhược quá nè, thời gian bất lợi, triệt tiêu sát ui ngon này, quá ngon rồi, phi phong quá ngon anh em, phi phong quá ngon, quá kinh dị, quá kinh dị. Đây bàn kháng của anh ấy đây, đam đủng đâu các kiểu, tăng sát thương cuối 170.000 luôn mà, 157% chứ phải mấy ngàn. Rồi máu nè, 1 triệu máu kháng của anh ấy rất là nhiều luôn. Ôi nó tránh kìa bà con ơi, 150.000 nó tránh. Bạo kích kìa 19k. Ghê thiệt, quá dữ dội. Ôi ơi, rất là hiếm khi mà mình review thẳng thần cái ạc như vậy luôn á anh em. Cực kỳ kinh dị, cực kỳ kinh khủng. Anh ấy đang tích võ tắc thiên trước, thấy không? À, những con đồng hành trước để thức tỉnh luôn, đang chờ con đạt ma anh em. Nếu có đạt ma thì anh ấy sẽ quất luôn con đạt ma và tẩy tẩy tiếp. Rất là dữ dội luôn, đồ quá trời quá đất luôn, cực kỳ dữ dội, quá kinh dị, quá ghê. Xem lại cái con đồng hành. Và đây là trước khi vào review cái video này thì cua đã đập thêm 4 lần con Trương Tâm Phong, để xem coi có ra cái xuyên quần không, xuyên quần thể không. Và kết quả là Wait for me. Tell me you're more than just a highlight. Pretty pictures on the outside. I hate to stare at you through these lights. So I wait for me. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Đó, rồi bây giờ là Trương Tâm Phong của ảnh. Anh em có thể xem clip này. Đó, clip mà cua đã tàn phá nguyên một con Trương Tâm Phong. Bây giờ nó chỉ lên đây thôi. Bái nồi thì cực kỳ tiếc luôn. Nhưng mà không sao. À, cảm ơn anh Bob Mập đã hỗ trợ giúp cho em có một cái clip cực kỳ kinh khủng như thế vậy. Rồi, con Hạng Vũ kỳ tài thức tỉnh nè. Đây coi này nhiều. 29/30. 230 điểm linh hoạt. Con này là Hoàng Nhan kỳ tài thức tỉnh, 29/30 luôn, 230 điểm sức mạnh. Võ Tắc Thiên 29/30 luôn. Và Trương Tâm Phong 37/40. Đó, quá dữ. Kinh mạch thì sao? Kinh mạch thì anh ấy đã mát hết tất cả luôn rồi. Nay bạch 1 nè, Chu Thiên 4 kỹ năng full, bạch 2 Chu Thiên 4 kỹ năng full, bạch 3 cũng vậy, bạch 4 cũng vậy, bạch 5 cũng vậy, bạch 6 cũng vậy luôn. Ờ, ghê chưa? Quá kinh khủng. Rồi để coi coi. Ê, được miễn phí một lần anh em, miễn phí thì mình cúp thôi. Rồi ok, môn khách anh ấy sử dụng môn khách gì, môn khách tăng thuộc tính này đâu rồi, sát thương bạo kích, tỷ lệ bạo kích cơ bản, bỏ qua tỷ lệ bạo kích cơ bản, né tránh cơ bản, triệt tiêu sát thương cuối và kháng thời gian thuộc tính. Rồi qua tuyệt học, tuyệt học thì sao, tuyệt học thì anh ấy sử dụng chính hết luôn rồi nè, chính hết luôn rồi. Quyển tuyệt học mấy này tăng thì mình không biết nó coi như thế nào ta anh em, chưa biết coi như thế nào. Nói chung là vậy là quá ok, quá khủng khiếp, quá ghê đó. Bây giờ là tại vì server ảnh quá chán nên em gài bỏ những bàn top, không còn bàn top nữa, dục luôn. Bây giờ ổng tạo luôn cái bàn cấp 5 luôn. Giờ là những anh em thân thuộc thì trở về cái bàn cấp 5 mà
anh ấy đã trở về gác kiếm. Rồi bây giờ là danh tướng thì ban được 600 tức luôn. Ghê không? Đi quýnh phải cái nồi luôn anh em. Để coi coi danh tướng ban của ảnh đi như thế nào đây. Đâu rồi? Đây danh tướng cẩm y về à, mình ổng ăn luôn nguyên con boss, nguyên con boss gì luôn nè. Ghê không? Hàng vũ luôn, khủng khiếp đó. Ban người ta đi ăn quá trời boss luôn, ban ổng ăn luôn à, ăn luôn ngu cơ luôn nè. Ghê à? Ôi vãi nồi thiệt anh em, kinh dị. Kinh dị. Lệ tức 600 vàng, quá khủng. Build thêm một ạc khác đó nè, build thêm một ạc khác. Bây giờ đang top 6 nè, cực kỳ dữ dội. Bây giờ cái ạc top 1 đã trở thành một ạc clone, và ạc top 6 đang build để lên top 1. Ghê chưa? Mà ảnh sắm thêm con chương tập phong nè, ổng tự dọc luôn, tự dọc luôn rồi ra con này luôn. Phải nói cực kỳ kinh dị. Anh boss mập một, phải nói là một tay chơi thứ dữ trong cụm server S376, quá kinh dị luôn anh em. Quá kinh dị. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh MB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái đăng ký chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn lại các bạn trong những video lần sau. À, đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.